quay phim mình không thể từ bỏ. Mình sẽ chẳng là gì nếu không được ở trong chương trình này. Khi ai đó đề nghị một việc bạn không muốn làm, như là giảm cân hay dùng thuốc, bạn sẽ băn khoăn rằng bắt buộc phải đánh đổi như vậy sao? Có thể là như vậy thật, và mình thì không muốn trả thêm nữa. Nhưng việc của bạn rất ngắn, bạn đã từng vẫn, bạn muốn phát huy hết sự nghiệp, nhưng không biết được sẽ phải trả giá như thế nào. Chuyên mục kiến thức thể thao sẽ chia sẻ những lời khuyên của Ryan Ho, chiếc chạy huyền thoại của làng điền Kinh Mỹ, về việc hồi phục cơ thể nhanh nhất, hiệu quả nhất sau mỗi cuộc chạy marathon.